đi cho bạc của phòng rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với vlog của mình. Hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về bài toán kinh tế và những vấn đề xoay quanh nó, xem nó sẽ được ứng dụng và sử dụng như thế nào. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ và đồng hành với mình, cùng mình tìm hiểu nha mọi người. Ok, vậy thì bắt đầu tìm hiểu nha mọi người. Mình đang tìm hiểu về chi phí doanh thu và những cái đây lập lập kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ. Cách xác định giá thành đơn vị sản phẩm như sau. Đối với các khoản mục độc lập, khoản mục trực tiếp như chi phí vận tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, ta tính được bằng cách lấy cái định mức tiêu hao cho đơn vị sản phẩm nhân với cái giá đơn giá kế hoạch. Đối với những khoản mục chi phí tổng hợp, chi phí gián tiếp như chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, trước khi ta phải lập vào cái dự toán chung, sau đó lựa chọn cái tiêu chuẩn thích hợp để phân bố cho mỗi đơn vị sản phẩm. Ví dụ phân bố theo giờ công định mức, tiền lương chính của công nhân sản xuất hoặc là giờ chạy máy. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có thể chia làm 3 nhóm nhân tố. Các nhân tố về mặt kỹ thuật, công nghệ sản xuất, các nhóm nhân tố về mặt tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài chính doanh nghiệp, các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Các biện pháp chủ yếu để tiết kiệm chi phí. Thì đi ngồi nhận 50.000. Ai chuẩn bị lớp chuẩn
trước em nhóc lớp em đi thì vào hồi A2 thì nghe cái gì Bao giờ? 3:45 chiều sau khi dự xong chương trình vô làm cháo đoàn anh đi đặt và nhận 50.000 một bạn mình như có số nữa. Các biện pháp chủ yếu để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm: thường xuyên đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho doanh nghiệp, ứng dụng kịp thời các thành tựu tiến bộ khoa học, kỹ thuật và sản xuất. Tuy nhiên thì cái việc đầu tư đầu Tuy nhiên thì cái việc đầu tư đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất thường đòi hỏi cái vốn đầu tư lớn, vì vậy doanh nghiệp phải có những cái biện pháp cụ thể phù hợp để huy động khai thác các nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Khai thác các nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Em biết được bạn mãi cái mũ này này nằm đây này Vừa nãy vừa mang vào. rồi vâng có sao vẫn tìm nó không thấy được cả. Tối hôm qua tao đi quê mố tao lấy lên đấy, tao vừa mang vào. Ngoài kia còn mưa không Vân ơi? Không ngừng hoàn thiện và nâng cao cái trình độ chức năng sản xuất, tổ chức lao động trong doanh nghiệp để nâng cao cái năng suất lao động, tiết kiệm chi phí lao động vật tư, chi phí quản lý, hạn chế tối đa các thiệt hại tổn thất trong quá trình sản xuất, từ đó có thể tiết kiệm chi phí và hạ giá thành, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tài chính đối với việc sử dụng của chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Đó đi. Đi cẩn thận ngay từng bước đầu đi. Không sao, giờ này cũng có tắt rồi. Làm được thế à? Cứ mà 20%. Muốn tiết kiệm chi phí thì phải tăng cường công tác quản lý chi phí ở mỗi doanh nghiệp, cụ thể là phải lập được cái kế hoạch chi phí, dùng cái hình thức tiền tệ tính toán trước mọi cái chi phí cho sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch. Phải xây dựng được ý thức thường xuyên để tiết kiệm chi phí để đạt được mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra. Các khoản có thể tiết kiệm như sau, cùng mình tìm hiểu về các khoản có thể tiết kiệm như người. Các khoản có thể tiết kiệm như sau: tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí về lao động, tiết kiệm các khoản chi tiền mặt cho tiếp khách, hội họp, giao dịch, chi đối ngoại.
Chi đối ngoại. Tiết kiệm nguyên nhân vật liệu này, tiết kiệm chi phí lao động, tiết kiệm các khoản chi tiền mặt cho tiếp khách, hội họp, giao dịch đối ngoại. Từ thực tế quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh theo định kỳ hoặc hàng năm, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích, đánh giá lại các tình hình quản lý, sử dụng chi phí, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm hoặc là biện pháp phù hợp để có thể tiết kiệm chi phí, hạ giá thành trong thời kỳ tới. Các doanh nghiệp thì phải thường xuyên ý thức được cái việc tiết kiệm chi phí mới có thể nâng cao được hiệu quả trong kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu của doanh nghiệp là gì? Cùng mình tìm hiểu về doanh thu nha mọi người. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng là một cái chỉ số tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó thì việc phấn đấu tăng lợi nhuận, tăng tỷ suất lợi nhuận là nhiệm vụ thường xuyên của doanh nghiệp. Muốn vậy thì doanh nghiệp cần phấn đấu giảm chi phí hoạt động kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tăng thêm tăng lên sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ tạo thêm cái do mình đăng ký môn gì. Việc phấn đấu tăng lợi việc phấn đấu tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là cái việc nhiệm vụ thường xuyên. Là cái nhiệm vụ thường xuyên của doanh nghiệp. Muốn vậy thì doanh nghiệp cần phấn đấu giảm chi phí hoạt động kinh doanh, hạ giá sản phẩm hoặc tăng sản phẩm hoặc tăng thêm sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hoạch lợi nhuận thì giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp biết trước được cái quy mô lãi mà doanh nghiệp sẽ tạo ra, từ đó giúp cho doanh nghiệp tìm các cái giải pháp phấn đấu thực hiện.
tìm các giải pháp và được thực hiện. Phương pháp trực tiếp. Theo phương pháp này, lợi nhuận của doanh nghiệp thì được xác định bằng tổng lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các hoạt động khác. Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và lợi nhuận hoạt động tài chính. Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bằng doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán, trừ chi phí bán hàng và trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp. Doanh thu thuần bằng doanh thu bán hàng trừ đi giá bán hàng bán trở lại, thuế gián thu. Lợi nhuận của hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính. Lợi nhuận khác thì bằng đây. Mọi người hãy nhìn cái bảng này nhé. Tiếp theo mọi người. Bởi vì tôi nhận thấy còn rất nhiều người còn nhầm lẫn các khái niệm cơ bản này. Mục tiêu hoạt động kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi chi phí. Điều này có nghĩa là doanh thu và lợi nhuận là khác nhau, chứ không phải là một thứ. Lợi nhuận và doanh thu trừ chi phí. Doanh thu là thu nhập của một công ty thu được từ mọi hoạt động kinh doanh của mình. Chi phí là khoản tiền doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện các hoạt động kinh tế, và lợi nhuận là khoản chênh lệch thu được doanh thu trừ chi phí. Sau khi lấy doanh thu trừ đi chi phí, giả sử bạn có một quán cà phê sách, thì toàn bộ số tiền bạn thu được từ sách và cà phê là 100 triệu một tháng. Nhưng để vận hành quán cà phê này, bạn phải mua thiết bị, thuê nhân viên, phòng ốc, nguyên liệu, các thứ hết 90 triệu. Đây được gọi là chi phí. Còn phần còn lại bạn thu được là 100 triệu trừ 90 triệu là 10 triệu, chính là lợi nhuận bạn thu được. Ở một quy mô lớn hơn, bài toán về chi phí sẽ ngày càng phức tạp. Trong một môi trường ra thử vậy.
Thì bài toán kinh tế này sẽ gồm rất là nhiều vấn đề liên quan đến nó, tìm hiểu về nó cũng như tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nó để giúp cho mình nhìn nó một cách đúng hơn mọi người ạ. Ngành toán kinh tế là một cái ngành học có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể là cái việc vận dụng kiến thức toán học vào việc phân tích các mô hình toán kinh tế nhằm hiểu rõ và nắm bắt được các quy luật kinh tế trên thị trường. Thì đã từ lâu khi con người muốn tìm hiểu, khám phá những cái hiện tượng ở trong tự nhiên thì họ biết quan sát, theo dõi và ghi nhận các hiện tượng này. Kết quả theo dõi được thì đúc kết thành cái kinh nghiệm và được lưu truyền qua các thế hệ. Đó là phương pháp trực tiếp quan sát trong nghiên cứu. Đối với các sự vật hiện tượng phức tạp hơn, khi mà chúng ta chẳng muốn tìm hiểu những cái hiện tượng mà con người muốn lợi dụng phục vụ chúng phục vụ cho hoạt động của mình, là các phương pháp nghiên cứu là chưa đủ. Trong trường hợp này thì khi nghiên cứu đối tượng, các nhà khoa học hoặc là trực tiếp tác động vào đối tượng hoặc là sử dụng các mô hình tương tự ở về mặt cấu trúc vật lý như đối tượng, tiến hành thí nghiệm trực tiếp tác động đến cái đối tượng cần nghiên cứu, phân tích các kết quả để xác lập quy luật chi phối của sự vận động của đối tượng. Đó là phương pháp thí nghiệm thử nghiệm có kiểm soát và là phương pháp nghiên cứu phổ biến trong cái khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Đó là cái phương pháp thí nghiệm thử nghiệm có kiểm soát và là phương pháp nghiên cứu phổ biến trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Khi nghiên cứu các hiện tượng, vấn đề kinh tế, xã hội, các phương pháp trên thì không đem lại kết quả như mong muốn, bởi vì những cái vấn đề kinh tế vốn là những cái vấn đề hết sức phức tạp.
Đặc biệt là những cái vấn đề đương đại, trong đó là có rất là nhiều mối quan hệ đan xen, thậm chí tiềm ẩn mà chúng ta không thể chỉ quan sát bằng mắt thì có thể giải thích được. Quy mô phạm vi liên quan của những vấn đề kinh tế xã hội nhiều khi rất rộng và đa dạng, vì vậy thì khi dùng cái phương pháp thử nghiệm sẽ đòi hỏi chi phí lớn về thời gian, tiền bạc, và nhiều khi có những cái sai sót trong quá trình thử nghiệm sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. Kinh tế xã hội khi cái điều kiện thực tế khác biệt với cái điều kiện thử nghiệm, con người có những cái phản ứng khác nhau, con người sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Để nghiên cứu các hiện tượng vấn đề kinh tế, chúng ta phải sử dụng phương pháp suy luận gián tiếp, trong đó thì các đối tượng trong hiện thực thì có liên quan tới hiện thực. Vấn đề ta quan tâm nghiên cứu sẽ được thay thế bởi hình ảnh của chúng, các mô hình của đối tượng, và ta sử dụng mô hình làm công cụ phân tích và suy luận. Phương pháp này gọi tên là phương pháp mô hình. Nội dung cơ bản của phương pháp mô hình thì bao gồm bao gồm xây dựng cái mô hình, xây dựng mô hình đối tượng. Quá trình này gọi là mô hình hóa đối tượng. Dùng mô hình làm công cụ suy luận phục vụ cái yêu cầu nghiên cứu. Quá trình này gọi là phân tích mô hình. Quá trình này gọi là phân tích mô hình.
phương pháp mô hình khắc phục được cái hạn chế của các phương pháp trên, đồng thời cái việc phân tích mô hình ấy tạo ra khả năng phát huy tốt hiệu quả đầu tư logic, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương pháp phân tích truyền thống với hiện đại, phân tích định tính với phân tích định lượng để có thể sử dụng hiệu quả phương pháp mô hình này trong nghiên cứu kinh tế. Vấn đề cốt lõi là xác định được cái mô hình và đối tượng nghiên cứu. Để hiểu rõ quá trình này, chúng ta cần đề cập một số khái niệm liên quan. Cần đề cập đến một số khái niệm liên quan. Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế. Mô hình kinh tế thì có rất là nhiều quan niệm về cái mô hình của đối tượng, từ hình thức đơn giản trực quan đến cái hình thức khái quát, có sử dụng các khái niệm toán học trừu tượng với yêu cầu bước đầu làm quen với phương pháp mô hình. Với yêu cầu bước đầu làm quen với phương pháp mô hình thì chúng ta sẽ đề điểm điểm này thì mô hình của một đối tượng là cái sự phản ánh hiện tượng khách quan của đối tượng, sự hình dung tưởng tượng đối tượng đó bằng ý nghĩ của cái người nghiên cứu và việc trình bày thể hiện diễn đạt ý nghĩ đó bằng lời văn, chữ viết, sơ đồ, hình vẽ hoặc là một cái ngôn ngữ chuyên ngành. Như vậy thì mỗi mô hình bao gồm cái nội dung của mô hình và hình thức thể hiện nội dung mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực hoạt động kinh tế gọi là mô hình kinh tế. Thì cùng tìm hiểu kỹ hơn về mô hình kinh tế nhé bạn. Mô hình toán kinh tế là mô hình kinh tế được trình bày bằng ngôn ngữ toán học.
Việc sử dụng ngôn ngữ toán học thì tạo cái khả năng áp dụng các phương pháp suy luận, phân tích toán học, kế thừa các thành tựu trong lĩnh vực này cũng như là trong các lĩnh vực khoa học có liên quan. Đối với các vấn đề phức tạp thì có nhiều cái mối liên hệ đan xen thậm chí tiềm ẩn mà chúng ta cần nghiên cứu, phân tích chẳng những về mặt định tính mà còn cả về mặt định lượng. Thì cái phương pháp suy luận thông thường, phân tích đơn giản thì không đủ hiệu lực để giải quyết. Chúng ta cần đến các phương pháp suy luận toán học. Đây chính là cái điểm mạnh của cái mô hình toán kinh tế. Chúng ta có thể thấy rõ hơn thông qua cái ví dụ sau. Chúng ta cần đến cái phương pháp suy luận toán học, đây chính là cái điểm mạnh của các mô hình toán kinh tế. Giả sử thì chúng ta muốn nghiên cứu phân tích quá trình hình thành của một loại hàng A trên thị trường và giả định các yếu tố khác như cái điều kiện sản xuất hàng A này, thu nhập, sở thích của người tiêu dùng đã cho trước không thay đổi. Không thay đổi. Đối tượng liên quan đến vấn đề nghiên cứu chúng ta là cái thị trường hàng hóa và sự vận hành của nó. Chúng ta thì cần mô hình hàng hóa đối tượng này mỗi ngày. Mô hình bằng lời. Xét thị trường hàng hóa A, nơi đó thì người bán và người mua gặp nhau và xác định mức giá ban đầu. Với mức giá đó thì lượng hàng hóa người bán muốn bán gọi là mức cung và lượng hàng hóa người mua muốn mua gọi là mức cầu. Nếu cung lớn hơn cầu, do người bán muốn bán được nhiều hàng hóa hơn nên phải giảm giá, vì vậy hình thành cái mức giá mới thấp hơn. Nếu mà cầu lớn hơn cung thì người mua sẵn sàng trả giá cao để mua được hàng hóa. Do vậy một mức giá cao hơn thì được hình thành. Với mức giá mới thì xuất hiện mức cung, mức cầu mới. Quá trình tiếp diễn đến khi cung bằng cầu, mức giá gọi là giá cân bằng.
Tiếp theo là mô hình bằng hình vẽ. Từ những cái điều mô tả bằng lời trong mô hình trên ta sẽ thể hiện bằng hình vẽ. Đây mọi người để xem cách người ta vẽ nhé. Vẽ đường cung S và đường cầu D trên cùng một hình trục thoạt độ, trong đó trục hoành biểu diễn mức giá, trục tung biểu thị mức cung, mức cầu hàng hóa ứng với cái mức giá. Quá trình hình thành giá cân bằng được thể hiện qua sơ đồ minh họa dưới đây, còn được gọi là mô hình mạng nhạy. Giải thích sơ đồ: nếu ở thời điểm bắt đầu xem xét thị trường, giá hàng hóa P1 và giả sử F1 V tác động quy luật giá cung cầu sẽ là mức giá hướng. Mô hình toán kinh tế, mọi người nhìn nhé, thì với mô hình diễn đạt bằng lời hoặc bằng hình vẽ, ta không thể biết chắc rằng liệu quá trình hình thành giá trên thị trường có kết thúc hay không, tức là liệu có cân bằng thị trường hay không. Đối với mô hình toán kinh tế về cân bằng thị trường, ta có trả lời thông qua cái việc giải thích cái phương trình F bằng D và phân tích đặc điểm của nghiệm. Khi muốn đề cập các tác động thu nhập mà thuế T từ quá trình hình thành giá, có thể mở rộng mô hình bằng cách đưa các yếu tố này tham gia vào các mối liên hệ với sẵn mô hình phù hợp với là cấu trúc mô hình toán kinh tế. Cấu trúc mô hình toán kinh tế cũng là sản phẩm của quá trình mô hình hóa, nhưng mà mô hình toán kinh tế có những đặc điểm khác biệt so với mô hình khác.
Thì quan sát mô hình MSIA cho thấy chúng ta có thể thấy rõ điều này. Mô hình chứa một cái yếu tố mang định lượng và các hệ thức toán học liên quan hay lại giữa chúng, các phương trình và bất phương trình. Đây là cái đặc trưng cơ bản, là cái hình thức kết cấu của mô hình toán kinh tế. Do đó ta có thể dùng cái đặc trưng này để hình dung một cách cụ thể hơn về cái mô hình toán kinh tế so với khái niệm đã được giới thiệu ở mục trước. Ta sẽ quan niệm mô hình toán kinh tế là một tổ hợp gồm các biến số và các hệ thức toán học liên hệ giữa chúng nhằm diễn tả đối tượng liên quan từ cái sự kiện hiện tượng kinh tế. Chúng ta phải phân tích chi tiết cấu trúc này của mô hình để định rõ cái vai trò từng bộ phận cấu thành nhằm trợ giúp cái quá trình mô hình hóa. Các biến số của mô hình để mô tả đối tượng và phân tích cái định lượng các hiện tượng và vấn đề kinh tế liên quan tới đối tượng thì chúng ta cần phải xem xét và lựa chọn một số yếu tố cơ bản đặc trưng cho đối tượng và lượng hóa chúng. Lượng hóa là như nào nhỉ? Lượng hóa chúng. Các yếu tố này gọi là các đại lượng, các biến số kinh tế của mô hình.
Chúng có thể thay đổi giá trị trong với phạm vi nhất định. Nhờ lượng hóa nên ta có thể quan sát, đo lường được và thực hiện được cái tính toán giữa các biến số này. Biến nội sinh, biến được giải thích là các biến mà về bản chất chúng phản ánh thể trực tiếp tại thực tiếp sự kiện, hiện tượng kinh tế và giá trị của chúng phụ thuộc vào các giá trị của các biến khác trong mô hình. Nếu biết giá trị của các biến khác trong mô hình, ta sẽ xác định giá trị cụ thể bằng số của các biến nội sinh bằng cách giải các hệ thức trong mô hình MHEI. Chúng ta thấy các biến SPP, SPS thì đều phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp trạng thái của thị trường và chúng phụ thuộc lẫn nhau. Do đó thì chúng đều có thể gọi là các biến nội sinh. Đi đi. Đi có biết giờ này á? Giờ này mình không biết gì nữa. Test test hai bài cơ. Vai. À, nhưng trước chéo đi rồi mà. Thóc đang ở với mẹ. Ôi giời ơi. Tầm này mình có biết. Nóng mà. Ô. Ơi. Đi ăn học bài à? À giờ mới ăn cơm mà ăn muộn nữa là gì? Yết trời ơi, anh Long học vất vả nhỉ, đi nhỉ. Làm ở cái chỗ một cái chỗ phòng tập 5 Tuy sao. nhiên, người ta chỉ coi SDP là các biến nội sinh vì ở trạng thái cân bằng Ơ, thì em có làm thể người tính gọi được là F' và D' từ các sale biến bán các gói tập SD chứ và đấy, P. sao được tập miễn phí ở đấy, như cái Cali, như cái California ở bên Phú Khê ấy. Vâng, nhưng mà ở chỗ của em có bể bơi thứ to hơn nhiều cái Cali kia. Ồ.
À, ăn trông gầy đấy, món đấy giúp giảm cân đấy. Không có vị khác nữa. Thế thế là biến chủng khác rồi. Biến ngoại sinh, biến giải thích, biến ngoại sinh là biến giải thích nha mọi người. Thế là biến chủng khác. Cái mà em xem, cái mà bọn nhà mình trước bị mà bị Omicron thì không bị mất vị giác, chỉ ho đúng không? Còn cái Delta cái gì thì mất vị giác đấy. Khác biến chủng thì bị lây từ đâu? Là các biến độc lập với các biến khác trong mô hình. Giá trị của chúng thì được xem là tồn tại bên ngoài mô hình. Trong mô hình ấy, thì các biến M và T có giá trị không phụ thuộc vào các biến khác, do đó chúng được gọi là biến ngoại sinh. Bị mất vị giác không, còn bị gì không, có đau họng nó giống như cái đó chưa? Em đang để xem á. Ôi nhưng mà thế thì phải cho cách ly thóc ra. Thôi rồi ơi, đúng rồi, nên thôi cho thóc ở nhà mình mấy hôm luôn, mang hết sữa ra. Anh Duy mang đồ ra phải diệt khuẩn các thứ đi. Xét theo đặc điểm cấu trúc toán học thì Còn bị Covid ai người ta tin nữa. một mô hình có tất cả các biến thì đều là nội sinh, gọi là mô hình đóng. Ví dụ mô hình em SI là mô hình đóng, mô hình có biến nội sinh và ngoại sinh gọi là mô hình mở. Ví dụ như là mô hình MSEB là mô hình mở Thế đó thì mọi người mấy ạ. hôm rồi thóc tiếp xúc đủ mấy hôm rồi. Thế bị mấy hôm rồi nhỉ? Thôi mang thằng đó cho mẹ, mẹ xúc miệng thứ, xịt miệng thứ cho nó đi, cho giảm nguy cơ bị. Tham số hay có cái thông số không ạ? Lại mất một tuần đấy. Em còn chắc là tình hình này, chắc là tuần này không về rồi, về nhớ gì gì. Là các biến số trong phạm vi nghiên cứu đối tượng, chúng thể Con hiện các mèo đặc trưng ổn định, ít biến động, hoặc có thể giả thiết như vậy, giả thiết như vậy của bảy đối con tượng. số. Các tham số của cái mô hình phản ánh xu hướng, mức độ ảnh hưởng của các biến số từ biến nội sinh. Ví dụ như là nếu trong mô hình M plus AB ta có S bằng alpha, P beta, T sigma, thì khi đó các biến
alpha, beta, gamma là các tham số của cái mô hình, vì giá trị của chúng quyết định cái mức độ tác động của biến ngoại sinh T từ biến nội sinh ạ, SDP. Thế thì tuần sau em sẽ về, chị Thảo thích ăn gì ở trên Hà Nội để em ship về cho. Em đi qua nhiều chỗ rồi, em đi qua cả bên Ba Đình, Hoàn Kiếm các thứ mà. Vào đấy mua cũng được. Ok. Ở nha, bye bye. Đã hết cả đi Covid lần hai. Thích em? Ừ. Không biết để từ đâu. Thì lưu ý rằng cùng một cái biến số, nhưng mà cùng một cái biến số ấy, thì các mô hình khác nhau thì có thể đóng vai trò khác nhau, thậm chí trong cùng một mô hình là cũng có thể có cái vai trò khác nhau với mục đích sử dụng mô hình khác nhau. Hình khác nhau. Mối liên hệ giữa các biến số và các phương trình. Cùng mình tìm hiểu về các mối hệ giữa các biến số và các phương trình. Nảy sinh trong cái quá trình hoạt động kinh tế giữa các chủ thể kinh tế, tác nhân kinh tế, giữa chủ thể với nhà nước, giữa các khu vực bộ phận của nền kinh tế với kỳ của các quốc gia, tạo ra quan hệ giữa các biến số liên quan. Các mối quan hệ này là cái sự phản ánh thể hiện tác động của các quy luật trong hoạt động kinh tế. Chúng ta có thể dùng các biểu thức, các hệ thức toán học một cách thích hợp, từ đơn giản đến phức tạp để thể hiện mối quan hệ giữa các biến trong mô hình. Hệ thức thì thường được sử dụng phổ biến là phương trình dấu bằng giữa hai vế. Phương trình của mô hình thì có thể tồn tại dưới dạng các hàm số, phương trình đại số, phương trình vi phân hoặc là sai phân. Tiếp theo nha mọi người. Tùy thuộc vào ý nghĩa thực tiễn của cái mối quan hệ giữa các biến có trong phương trình, ta có thể phân loại được các phương trình trong mô hình như sau: phương trình định nghĩa đồng nhất thức, phương trình thể hiện những quan hệ định nghĩa giữa các biến số hoặc là hai biểu thức ở hai vế của phương trình, thứ nhất là lợi nhuận. Được định nghĩa là cái phần hiệu số giữa tổng doanh thu và tổng chi phí.
Lợi nhuận thì bằng tổng doanh thu từ tổng chi phí. Phương trình này là một cái đồng nhất thức. Một thí dụ khác, xuất khẩu dòng của một quốc gia là khoản chênh lệch giữa xuất khẩu dòng của một quốc gia là khoản chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Thông thường ấy, nhập khẩu phụ thuộc vào thu nhập, mức giá, tỷ số đối thoái theo điều định nghĩa, thì có thể viết như này mọi người ạ. Tiếp theo là phương trình hành vi. Phương trình mô tả quan hệ giữa các biến do tác động của các quy luật hoặc do giả định. Từ phương trình hành vi có thể viết cái sự biết sự biến động của các biến nội sinh hành vi của biến này khi các biến số thay đổi. Từ phương trình có thể xem sự biến động của nội sinh hành vi của biến này khi biến số khác thay đổi, có thể ám chỉ cái sự phản ứng trong hành vi của con người. Trong hành vi tiêu dùng, nếu mà thu nhập tăng lên thì cầu của người tiêu dùng tăng lên. Tiếp theo là phương trình điều kiện. Mình sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt mọi người nhé.